xe đấu thứ hai bắt đầu. Ban tổ chức xin thông báo bán kết hai độ tuổi từ 31-40 giữa Phạm Duy Thương và vận viên Trung. Hai vận viên của vệ sinh số 1 để thi đấu. Đức Duy phát cầu. Thầy bảo em quả nào? Thầy bảo một quả. Cầu ngoài sân. Điểm 7 đều. Một pha trả ra cầu tốt của Thạm 87. Thank you.
9. Alo, ban tổ chức xin mời hai vận động viên Phạm Duy Hương và vận động viên Trung ở lứa tuổi 31-40 về sân số 1 của thi đấu. Xin mời hai vận động viên Phạm Duy Hương và vận động viên Trung về sân số 1 của thi đấu. 10-11. Đều có vẻ như là chúng xếp đội thứ hai đều thẳng đứng đứng hết mình ra. Mời vận động viên Phạm Duy Thương có một pha đập cầu đứt lưới 15-12. Thank you.
20-18. Tỷ số cuối cùng của sách đấu cũng như cả trận đấu. Vâng, ta còn không thành công. Như vậy là Đức Duy là cái tên thứ hai sẽ là vào chung kết của giải. Tên thứ hai của Hấp Anh.